Rồi có bà cụ ở đây 78 tuổi. Trời ơi, bởi vì có nhiều đứa con thì nó hổn thấy ghê. Ở ngoài miền ngoài mà nó chửi bà đừng có nói nữa trời. Nhắc quý vị nghe những cái điều này để quý vị cố gắng mình tu quý vị. Có khi con mình sau này nói vậy là sao? Ai biết được thôi. Con đỏ hói thì nuôi vậy chứ sao nó hổn lên ai biết được nó hổn cỡ nào. Ôi ơi quý vị biết rằng chửi bà mẹ thấy ghê. Bà khi đi tu là có nhiêu tiền đưa cho nó thì mới được đi, giờ đi vô đây tiếp tục nó dùn bà ngoài miền ngoài á. Rồi xong điện thoại dữ quá mấy thầy đâu dám bắt máy. Thầy đâu dám bắt máy đâu, xong nhắn tin. Tôi mà tìm vô đó là mấy ông khô máu với tôi. Ôi là trời, bây giờ nó hung dữ tới ghê thiệt. Nhưng ăn xanh mặt xanh mày đó. Nhưng ăn thì cũng hiền. Ôi bà tôi có biết gì đâu khô máu. Xong bà già thì tội nghiệp 78 tuổi. 78 tuổi. Xong đưa điện thoại cho bà điện nói chuyện. Chữ quá trời luôn. Hổn quá trời hổn. Bà già sợ quá sợ đâu dám gì. Bây giờ không cho bà ở thì bà đi đâu? Không cho ở mới đi đâu luôn. Bà nói thầy mà không giúp con thì không ai giúp được con. Trời. Đâu cũng tìm tôi. Bà kệ chơi luôn. Còn miếng máu chết luôn. Đúng là ghê thiệt. Nuôi con người không đơn giản đâu quý vị. Không đơn giản chút nào đâu. Có lần mà khi cha mẹ chết vô hỏi sao cha tôi chết. Hỏi câu này khó trả lời quá nha. Có khi bực bội lắm quý vị. Thì người ai mà không chết. Già chát rồi. Tám mấy 90 tuổi. Hỏi sao cha tôi chết. Nó hỏi câu này sao khó trả lời quá. Mày cũng chết đi chứ cha bay. Nhưng Đức cũng ngang ngang, không phải không giỡn đâu nghe quý vị. Ngang lắm á, nó mày cũng chết đó chứ nó chỉ cha mày. À, rồi có khi á, thì ở đây không phải ai cũng vậy mà có những người không có đến thăm. Không đến thăm. Mà chết xong rồi bắt đầu là báo cho biết thì chạy đến. Chạy đến bắt đầu thôi giờ đem xác về. Nói này nói kia nói nọ. Có một lần mà có ông cụ. Con là bực bội lắm. Đi xong sau lưng những đứt hoài. Mấy cô sợ đánh những đứt. Đi sau lưng kênh kênh. Cầm điện thoại đi sau lưng hoài. Xong trong bụng mình nói. Mày đi kệ mồ mày. Mày muốn đi đâu mà mày đi. Đi một chút cái tự nhiên. Nói chuyện với mấy anh á. Ra ngoài cầm điện thoại đập bóp. Những đứt nói mày đập đầu của ông sao. Đập điện thoại. Ôi vị thấy ông nuôi con người nó không đơn giản. Đúng muốn kể cho vị nghe. Để cho quý vị khi mình sinh con mình nuôi con á, nếu từ khi còn nhỏ mà cho nó nghe được Phật Pháp cũng đỡ lắm. Sau này cũng không đến nỗi tệ. Con người nó cũng biết được chút quý vị. Hiểu không? Nếu không mà nhất xiển đề không biết cái gì á. Thù. Không có biết cái gì để mà lý luận gì đúng sai. Thù. Như con nhỏ kia nó trầu. Những đứa kêu, những ăn nói chuyện nó. Những ăn mới có mở lời ra. Chưa nói được một câu. Vừa mới ông vừa thì nó chọt 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 vô miệng. Giống như nhảy vô miệng, ông nhậu cốc ỏi. Cuối cùng nói là mấy câu. Thầy tin thầy không còn miếng máu không? Tắt điện thoại cụp. Như đứa hỏi ông Nhân An, ông điện ông nói gì vậy? Ông nói chưa nói được cái gì hết. Nó đòi hút máu không còn miếng. Nhưng Đức nói chắc nhỏ này bạch cúc tinh thiệt. Đúng rồi, bạch cúc tinh nó mới đi hút máu người ta. Nhỏ này dữ dằn quá. Chắc nó tưởng là tôi là tam tạng hay gì muốn hù. Nó
nên từ nơi đó về kinh khủng không? Những Đức muốn nói cho vị nghe, không có đơn giản chút nào. Nếu làm cái việc này mà không phát tâm Bồ Tát đạo, không gan, không nhiệt tình thì chúng sanh bỏ cuộc, bỏ cuộc chạy lấy người. Nhiều việc giải quyết quá, vì thấy không? Đâu phải như Đức chỉ có thuyết pháp không đâu, đâu phải lo cuộc sống không đâu, mà Đức phải giải quyết nhân sự. Con người mà phải giải quyết nhân sự chứ quý vị. Rồi mỗi ngày phải khôn hơn cạn tiếng để nhắc nhở suốt, chùa nó mới được gì đó chào. Nhắc nhở suốt luôn, thấy không? Nên mỗi một con người mình chỉ cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho cái tâm của mình nó nhẫn nại được, tâm của mình nó bình tĩnh thì cái gì nó cũng thành công. Con người chỉ cần luyện được một cái tâm an lạc, một cái tâm bình tĩnh thì sự chướng ngại gì nó cũng vượt qua. Nhớ. Còn mình mà không bình tĩnh, không an lạc là nó phiền não, là mình tiêu rớt, rớt lập đập. Nên cái cõi này là cái cõi cơm áo gạo tiền khổ đau. Vật chất danh tiếng nói người ta là quan trọng dữ lắm trong cái cõi này. Nên có một lời nguyện nè quý vị, đọc lời nguyện cho quý vị nghe. Khi con thành Phật. Phật đi, thành Phật mới khổ, nghe không? Nên con bé mà liên tịnh nó nói câu nè: con mỗi ngày niệm Phật cầu Phật đến tiếp dẫn, cõi ta bà khổ lắm thầy ơi. Để làm câu ghê không? Nó. Rồi vị biết rằng là cái chiếc lắc bạc á, cái nhiệt độ mà lửa cháy ở trong cái lò thiêu đó đó kinh lắm. Cái lò thiêu đó mà những Đức nói với vị nghe nghe, cái nơi lò thiêu mà chùa mình mà ra mà mấy cụ mắc mà đưa đến mà thiêu này là lò thiêu có 102, lò thiêu số 1 luôn. Thế thì biết qua viên gì đó, nghe không? Ồ, cái ông chủ lò thiêu này đi gom nhặt tư tưởng nước ngoài rồi này kia, ông làm ra cái nơi lò thiêu nhìn đặc biệt ghê. Trong cái nơi lò thiêu thí dụ như có hình Phật Di Đà đồ này kia trong. Nên từ nơi đó mà đưa đến gia đình ai mà không thích, ông bà cha mẹ người ta đưa đi đến nơi cái nơi lò thiêu gì đâu mà nó quá sang trọng, nhân viên đồ lịch sự, đúng không quý vị? Mà ta biết Phật pháp, phải không? Nên từ nơi đó mà nó phát nguyện rằng á, là khi mà nó giảng sanh xong là nó để lại cho những đứa cái chiếc lắc ngày xưa những đứa tặng đó, chiếc lắc bạc mấy cô đeo đó. Giờ chiếc lắc này không đơn giản, giờ mà thấy chiếc lắc này không đơn giản, mấy cô mình đeo đó, mai mốt tôi có, tôi coi ai đủ duyên tôi tặng một chiếc. Kinh khủng thiệt. Nó nói rằng khi nó đi, nó để chiếc lắc lại, chiếc lắc ai với đầu Phật lại. Nó nói với mẹ nó vậy: tại thầy này giảng một câu em Phật niệm đến cùng, con nhờ nghe bài giảng đó mà con thành tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không, nói với mẹ ghê không? Khi thiêu xong, khi mắt giảng sanh xong, để lại chiếc lắc đó. Thì biết rằng cộng dây chuyền của mẹ nó cho là cộng dây chuyền Quán Âm, dây chuyền bạc luôn. Và chiếc lắc những Đức tặng nó đeo trên tay, nó đưa đi thiêu hết. Thiêu xong rồi thì biết cộng dây chuyền mắt sát, không thấy tin tức. Nói mắc cười chứ thật sự không thấy tin tức thiệt. Kiếm quá trời nó không thấy cộng dây chuyền. Vừa đem cốt về, mở hũ cốt ra một cái thấy chiếc lắc ai về Đà Phật nổi lên. Kinh không? Quý vị coi cái nhiệt độ lửa cháy đó mà chiếc lắc ai với Đà Phật y nguyên. Kinh khủng thiệt chứ, không tưởng tượng được. Vậy mà có người nói thầy xạo, mua lắc khác để vô, nói trong bụng xạo cái mỏ em, xạo làm gì? Chùa nổi tiếng quá trời, cần gì xạo không chi? Đúng không? Trước Tam Bảo ai xạo làm gì? Tội chết. Hướng dẫn người ta niệm Phật giảng sanh đi xạo,
Nghĩ đi, thế gian này gì cũng nói được, nói cái đó có ngày không còn cái răng ăn cháo. Dứt hết dám nói thằng bậy, thấy không? Bậy bạ ghê. Mà rõ ràng 100%. Thiêu xong một phát, quý vị biết rằng cái ông mà đi hốt cốt ở lò thiêu, hồi xưa giờ ông hốt cốt nhiều lắm. Ông hốt cốt xong rồi mấy thầy mình xuống dưới, ông nói với mấy thầy mình: cái cốt này nè, cốt bé này nè, tôi vô tôi hốt đó, thơm phức à. Ông nói rõ ràng luôn, có quay lại luôn. Mấy chú cầm điện thoại quay, ông lại ông nói luôn mà. Về đưa nhà đứa coi nè, ông nói là cái cốt này thơm phức à, không phải thơm mùi nhang, cũng không phải thơm dầu thơm nữa, thơm cái mùi gì mà thơm dữ lắm. Cái đặc biệt không? Rõ ràng 100% quay phim là đem về đưa nhà đứa coi luôn kìa. Vài bữa làm tập phim, cái đứa đoạn của ổng vô nói cho bị nghe. Con bé nó còn một công đoạn nữa, vài bữa bị coi là nó chào quý vị, chào quý Phật tử. Khi nó gần đi nó chào quý vị, quay lại đoạn đó mà chưa làm. Nó là nghĩa là một câu ai bật niệm đến cùng này là thành công 100% luôn. Con bé này là nó thành công đó, ngay chỗ lòng tin trong sạch đó, niệm Phật á. Chứ có chiếc lắc bạc mà lửa mà đốt mà không cháy. Nên như Đức nói rằng: cổ ngoài thăng phát nguyện sanh xá lợi. Thấy rõ ràng không? Cổ ngoài thăng phát nguyện thành xá lợi. Phải tin luôn nó thành xá lợi á. Nên chiếc lắc nó là gọi là một cái nhân chứng sống rõ ràng là nguyện đó. Nguyện Di Đà chân thật đó quý vị. Hai cái răng tự nhiên tròn vo lại như là bông sen trắng tinh. Nó gọi một hình giống như là trái tim. Thì coi như kêu mình dùng cái miệng niệm Phật đi, dùng cái trái tim này tin Phật trong sạch đi, nương vào câu ai cho là Phật thành tựu 100%. Đó, thấy chưa? Ba cái vị trí đó, rõ ràng chưa? Đây là gọi lòng tin tôi bây giờ tôi không còn chút nghi luôn. Nghi chi? Nghi đang lọt vô biên địa nghi thành hả? Thấy không? Nó bởi vì mình khi con thành Phật. Con thành Phật đi. Ông bị khi con thành Phật đi. Người nào sanh về cõi nước của con, mọi thứ cần dùng, uống ăn đồ mặc, phẩm vật cúng dường, tùy ý hiện đủ, mười phương chư Phật ứng theo ý niệm, thọ nhận cúng dường. Nếu không như thế con không thành Phật. Thù thắng chưa? Phật A-di-đà ngài công nhận, ngài hiểu biết cái chúng sanh này cần cái gì. Phải là cuộc đời con người ta uống ăn mặc cuộc sống phải là khổ không quý vị? Vì cái này mà khổ đúng không? Ngài phát nguyện nè, người nào sanh về cõi nước của con là ngài quỳ trước Đức Phật Thái Dương Giang tự tại Dương Như Lai, ngài phát nguyện nè, thấy không? Sanh về cái quốc độ của ngài là mọi thứ cần dùng đó, uống ăn đồ mặc phẩm vật cúng dường tùy ý hiện đủ. Rõ ràng không? Uống ăn đồ mặc mọi thứ đầy đủ, phẩm vật cúng dường chư Phật đầy đủ, mà phẩm vật đồ xịn không luôn, để cúng dường chư Phật thiệt luôn. Mà khi cúng dường là Phật thọ ký tiếp nhận liền. Vì nhớ vì về thế giới cực lạc là uống ăn đồ mặc cuộc sống đầy đủ, bình yên vô sự, không có sự khổ đau. Tiếng khổ còn không nghe không chi là có khổ. Và khi quý vị đi mười phương chư Phật thì của cải cúng dường vừa đi là hiện có trên tay để đi cúng dường cho Phật. Mà tất cả vật đem đi cúng dường toàn là phù hợp để Phật tiếp nhận. Là nguyện rõ ràng đúng không? Rất là rõ ràng. Tiếp tục nè, khi con thành Phật đó, khi con thành Phật nữa thấy không, vạn vật trong nước thải đều sáng sạch đẹp đẽ khác thường, vi diệu tột bậc không thể suy lường. Nếu có chúng sanh đủ sức thiên nhãn phân biệt được hết hình sắc ánh sáng tên gọi số lượng của cõi nước con không thành Phật. Thì vị biết cái quốc độ cực lạc của cải nhiều cỡ nào chưa? Mà đồ sạch sẽ, đồ đẹp không? Mình nói ở cõi này cái câu dễ hiểu, đồ hiệu đó. Đó, đồ hiệu không?
đồ xịn không, đồ toàn là sáng sạch, đồ toàn là dùng tốt, đồ xài không hư. Ở thế giới cực lạc quá nhiều đồ, mà người đạt được thiên nhãn nhìn mà đếm được, tính được đồ ở thế giới cực lạc thì Phật A Di Đà không thành Phật. Vì nghĩ nhiều cỡ nào chưa, nhiều cỡ nào chưa? Nó vì coi họ cần cái gì là có nấy, cần cái gì có nấy. Tắm thì nước đến chân, đến gối, đến lưng, đến cổ, qua đầu, tắm xong khỏi cần lau mình. Muốn bận áo nào tự áo đó đắp lên người tự nhiên luôn. Tắm xong con người nó thoải mái, nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó sanh trí tuệ. Chị nghĩ sao? Thù thắng chưa? Rồi mỗi ngày được thăng cẳng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và bạn lành bạn thiện. Rồi muốn gặp Ngài Văn Thù Phổ Hiền cặn kề bên nhau, cùng sánh vai nhau để đi trên đoạn đường đầy hoa nở. Giới cực lạc tuyệt vời gì đâu, phải không? Khi bước lên từng lãng hoa, từng lãng hoa bước xuống mà giọng cả gan tay của mình, vừa bước đi thì hoa trở lại bằng phẳng. Mỗi ngày sáu thờ hoa kia rơi rụng xuống, tiếp tục tạo hoa mới. Hoa thơm kỳ diệu, ngửi đến thì tất cả trần cấu đều mất hết. Ồ, nó an lạc gì đâu, hiểu không? Mình ở đây mà có loài hoa thì thơm thơm, ngửi cái thôi mình đã thích. Vì hoa thế giới cực lạc, vì thấy không? Một cái quốc độ gì đâu mà quang minh phủ chiếu. Đặc biệt là vì gì đó là Bồ Tát nhất sanh phủ xứ. Hay thiệt. Còn muốn đi độ sanh thì đi đến quốc độ nào độ sanh? Có chiếc áo giáp thề nguyện để đi độ sanh, không có một sự gì trở ngại được. Và đi đến quốc độ nào độ sanh cũng độ được chúng sanh để tu theo hạnh của Phổ Hiền. Riêng mình không bao giờ thối chuyển, không bao giờ thối chuyển luôn. Chỉ cần về thế giới cực lạc một lần. Nên quan gia trái chủ nên giúp cho chúng ta về cực lạc lặng đi, đừng có trở ngại nữa, hiểu không? Bây giờ chúng ta cùng tu đi, cùng về cực lạc nè. Một chiếc này đi về cực lạc lặng nè, tất cả chúng ta về cực lạc một chiếc nè, đúng không? Ừ, về cực lạc một chiếc đi thử coi sao. Nghe hoài bực mình quá, hiểu không? Bây giờ đời này mình nói là con mới về cực lạc một chuyến này, con dìa chết con sao mà nghe thầy Đức ông nói hoài, nghe bức mình thôi về cực lạc chứ, hiểu không? Đó, vì muốn về cực lạc thì làm sao? Lòng tin trong sạch, bổ nguyện Di Đà. Lòng tin trong sạch với bổ nguyện Di Đà. Nhớ nghe quý vị, nhớ nè. Những người niệm Phật trong đời này dũng mãnh tinh tấn, những người làm thiện trong đời này làm đại thiện, niệm Phật siêng năng, là những nhân viên đời trước nhiều đời nhiều kiếp đã tu hạnh thiện này lớn lắm rồi, niệm Phật nhiều đời nhiều kiếp dữ lắm rồi. Nhưng đời này niệm Phật, đời này bố thí cúng dường, làm nhiều việc lớn lao trong cuộc đời này mà lại có một chút nghi thôi. Nghi rằng không biết Phật có tiếp dẫn không, chỉ một tâm nghi chút thôi. Vậy ra mà cái nguyện cầu sanh cực lạc cực kỳ mạnh luôn, nhưng nghi một chút thôi. Vậy mà cuối cùng lọt vào biên địa nghi thành. Thê thảm không? Vì coi hóa sanh về cực lạc thì 32 tức tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông tự tại, đi độ sanh tự tại tùy duyên. Lọt vào biên địa nghi thành 500 năm ở trong quốc độ biên địa. Mặt đất là đất bình thường, không phải vàng rồng, giống như là bị nhốt ở trong biên địa nghi thành, không thấy Phật Di Đà, không thấy Bồ Tát, không nghe pháp chính yếu. Thì bị coi chịu 500 năm, mà 500 năm ở thế giới cực lạc dài kinh khủng luôn. Thời gian 500 năm đó quý vị đi độ sanh, không biết bao nhiêu chúng sanh được độ, mà trong khi nghi một chút lọt vào biên địa nghi thành. Đáng không quý vị? Nghi chi vậy? Đừng có nghi nữa. Nó từ bé liên tịnh này nè, đừng có nghi. Người ta tin đó. Thành tựu của đường giảng sanh, thấy chưa?
Quý vị thấy không? 11 tuổi đến chùa bao lâu? 6 tháng một tuần. Vậy mà thành tựu như vậy. Đi tự tại. Khi giảng sanh thì như thế nào? A Di Đà Phật. Đặc biệt không? Sát bên nè, bé còn bắt tay như Đức, mà sắp sửa đi là bé bắt tay như Đức. Dạ con cảm ơn thầy này kia đâu. Con hứa với thầy con giảng sanh xong con trở lại phụ thầy nuôi người già. Mà Bồ Tát hứa nghe. Cảnh giới là cảnh giới Bồ Tát hứa, không phải tầm thường đâu nghe. Mình cũng hãnh diện vậy. Phàm phu đừng đóng tay Bồ Tát, thấy không? Nó phải đơn giản, thấy chưa? Từ nơi đó nắm tay Bồ Tát là chắc chắn thế nào mình cũng về cực lạc. Hiểu không? Từ nơi đó nghe, sao nghe đoạn này sao mát quá ta. Sao lạnh lạnh kỳ nghe. Không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó vị Bồ Tát đã hứa trở lại phụ mình nuôi người già. Cái chuyện nuôi người già là đúng pháp rồi, đúng không? Chứ nuôi người già mà không đúng chứ nuôi ai đúng chứ gì, đúng không? Đó, nên quý vị biết rằng là cứ tín nguyện lòng tin trong sạch niệm Phật đi, chắc chắn luôn Phật sẽ rước quý vị. Quý vị biết rằng còn những điểm kỳ diệu lắm, sắp sửa giảng sanh quý vị đưa tay là sắp sửa giảng sanh giống như là thấy Phật tiếp dẫn. Thù thắng ghê. Xong rồi hết trơn, kẹp hai tay lại giống như cung kính cảm ơn chúng sanh. Hãy tin bộ nguyện Phật đi. Vì thấy rõ ràng không? Đưa tay lên gì giống như mừng rỡ Phật đến tiếp dẫn. Như mình trông chờ Phật mà giờ Phật đến mình mừng rỡ. Mừng rỡ, phải không? Rồi xong khép tay lại gì để ngay ngực. Vì thấy cái cảnh quay rõ ràng. Ai mà dám đụng tới cái chuyện đó, thấy không? Mình giúp chúng sanh thôi chứ ai mà đi làm cái chuyện giả dối quý vị, chi cho tội chết, đúng không? Không ai dám đụng cái chuyện đó. Chùa mình là làm thật lắm, làm thiệt lắm, nhiệt tình lắm, thấy không? Đó. Mình thật, mình thiệt, mình nhiệt tình nên Bồ Tát mới đến, đúng không? Bồ Tát biết rõ ràng hết trơn, ai đi đến cái chỗ giả dối làm gì? Thật, thiệt, nhiệt tình Bồ Tát mới đến. Và Phật Bồ Tát biết đây là cái thị hiện kết hợp phù hợp nên các ngài mới đến. Chứ đến mà không kết hợp phù hợp đến làm chi? Nên đó, ta biết cái chỗ này giúp người ta như vậy để hưng khởi tịnh độ. Đây là cái nôi tịnh độ đang tính tâm nhiều người đang hướng về tu. Nên đến vừa giảng lần thứ 6 này vì tính nguyện mạnh thì bắt đầu có Bồ Tát đi liền. Phải không? Lúc này phải giảng chuyên nhất không? Tín nguyện mạnh mà. Đó, vị thấy không? Hừng hực cái tâm. Nghe gì nó tự nhiên cái đoạn cuối sao mà người nó hừng hực lên vậy. Như mát nghe, mát sau lưng nha. Mát sau lưng, quạt gió. Nói vậy cho tao bắt cười chứ. Thấy không? Mát sau lưng, quạt gió quạt. Ông quý vị nói mấy đoạn giảng sanh biết sao nó mát lạ lắm. Không phải gió thổi bình thường. Này quý vị biết cái gì không? Bổn nguyện gia trì. Hiểu không? Đó. Trai mà nó giỡn dữ lắm. Bên đây thì cô Nhật quản lý cũng tương đối. Thì cô Nhật nó nói chứ. Có những khi mình thấy cô Nhật bao cách bà nói chuyện thấy phản cảm. Nhưng mà bà Nhật bà giỏi lắm đó quý vị. Không đơn giản đâu. Những đức dùng người, những đức biết mà. Những đức đã rèn bả không biết bao nhiêu chặng mà nói. Bả làm những đức cho bả nghĩ, la bả chửi bả quá trời. Rèn bà này thử cái bà này sao. Nhưng kêu bả nghĩ là bả nghĩ à. Rồi xong kêu bả làm lại bả làm à. Rồi kêu bả nghĩ bả nghĩ, kêu bả làm bả làm. Cứ vậy thì những đức nói cái người này được. Nên con gái giao cho bả quý vị biết cái là con bị chứ con bị nên đó. À, mỗi người thì nó có cái hình tướng coi nó có như khiên.
quý vị đừng có đòi hỏi tròn vẹn quá. Nếu bây giờ quý vị mà đi coi nguyên cái dạng gái này, quý vị coi nổi không? Quý vị hai ngày quý vị le lử luôn chứ, quý vị coi kìa ông thầy đại đồ những thịnh bên kia mới có 4 ngày sụt 3 ký rồi kìa. Mấy thằng trai vớt ông sụt 3 ký rồi đó. Ông nào ông nấy mặt đen thui rồi đó. Đi mặt khờ khờ đi. Hôm qua đi mà gặp những đứa không thấy. Những đứa hỏi ủa sao đi gì đâu mà bơ bơ kỳ. Nó dạ quá mệt à. Bằng đêm canh nó chịu ngủ. Rồi nửa đêm nó ngủ. Một chút mình mệt quá mình ngủ. Nó thức. Nó chơi kiểu đó. Mấy thầy xanh sao. Vì coi bây giờ quý vị coi con trai quý vị có một thằng hay thằng ở nhà mà trong mùa hè này quý vị chịu không nổi nó đó. Đúng không? Đưa vô cho những đức tiền. Cái này quý vị nghĩ đi, những đức phải có kế hoạch, không phải đầu tư cho ăn uống gì lắm. Cái đó nó nói nó mới nghe. Ừ, nít nó ngộ vậy đó quý vị ơi. Nó chiều nay mua bánh tráng cho mấy tiểu long nữ ăn. Chán trộn đồ, nho đồ, mua đồ ăn cho ăn. Gặp mà mừng lắm, rồi nói rồi nghe. Vậy đó. Chứ không cho ăn, kênh lại. Không cho ăn, kênh lại đó. Không cho ăn, nói gì. Không cho ăn thì chứ, kênh lại. Xách vỏ để về, nghinh nghinh nghinh. Có giỡn đâu, xách vỏ về, nghinh 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 lại. Ồ. Không có đơn giản đâu quý vị. Nó nên nó phải có phước duyên dữ lắm mới được. Ví dụ như người ta một tuần lễ là người ta có một kế hoạch của người ta. Khóa tu vô đó nó cố gắng một tuần lễ nó kế hoạch. Còn cái này là quý vị biết nó ở trong chùa luôn. Như người ở tu trong chùa vậy đó. Không có dễ đâu. Như ở tu trong chùa luôn, cái nó sinh hoạt người trong chùa luôn rồi. Từ nơi đó mà nó được ở vậy là dữ lắm đó quý vị. Phải đặc trách một tổ chức dữ lắm. Đó nên mà mình nhắc cho quý vị là cái người mình sống trong cuộc đời này nhân vô thập toàn. Đừng có đòi hỏi toàn vẹn quá. Chung chung là được rồi. Người ta có tâm là dữ lắm rồi quý vị. Hiểu không? Có tâm là dữ lắm. Hôm qua mà gặp con nhỏ này nó cũng đi học, nó ra trường làm bên gì y tá bác sĩ trong bệnh viện. Rồi cũng yêu thương thì sao. Rồi đẻ được đứa con 2 tháng. Giờ khổ quá. Đi mặt bơ bơ. Nó thì xấu mà đẻ con đẹp. Dễ thương 2 tháng. Ẩm vô cũng tìm mình nữa. Ừ. Trời có 2 tháng mà vô đây nó khóc tối ngày. Mấy bà già sao tu. Bây giờ thầy mà không giúp con ở đỡ vài bữa. Chứ giờ khổ quá. Làm ra tiền. Bây giờ cho ở đây cho nó khỏe khỏe tỉnh tỉnh lên chút. Chứ giờ đơ. Làm ra tiền sống làm sao. Nhìn cái cảnh bơ. Mặt bơ khờ quý vị. Bây giờ đứa con vậy mà thằng đó nó không chấp nhận. Thì mình nuôi con của mình. Người phụ nữ phải chịu đựng vậy đó quý vị. Nên lỡ dạy mình tự chịu. Nào, ngoài đời mà. Người ta đến với mình rồi thôi, người ta đi mất tiêu. Nên dạy con gái mình, dạy cho nó kỹ cái vụ này nè. Nghe không? Ta đến với mình xong người ta đi mất tiêu. Nghe không? Nó ẵm đứa con 2 tháng tuổi, đi bơ bơ, bà mẹ 23, 24 tuổi. Nhìn mặt mày bơ phờ. Rồi cuối cùng đẩy vào bảo tháp. Trên đây đông quá, nó khóc sùm sao tu. Qua bảo tháp ít. Chú Tâm bên nó cũng dễ tính. Tâm dễ tính dữ lắm. Hiền cô. Hiền hơn cục đất. Nít leo lên lưng lên đầu nó cỡ cỡ, không nói tiếng nào. Hiền đến mức mà kinh khủng lắm. Ừ. Sao có những người hiền quá trời hiền. Hình như là tất cả những cái lanh hung dữ những đức lấy hết trơn. Chùa này có mình những đức là cái loại nào những đức cũng giữ người ta quý vị. Ừ. Biết sao á.
chứ những đức không thấy thầy nào chú nào trong chùa mà lanh như những đức hết chứ. Mà những đức là cái dạng lanh hung dữ cũng có, lanh có, hiền có, từ bi có, bạo ngược cũng có, đủ loại luôn á. Những đức là dạng đủ loại quý vị. Nên từ nơi đó mà bây giờ quý vị mà gặp được những đức là quý vị cũng may mắn gặp thầy đủ loại. Không có giỡn đâu. Loại gì nữa những đức cũng biết chứ nghe. Vì thấy những đức biết nhiều thứ ghê không? Pháp thế gian những đức cũng biết mà pháp sức thế gian những đức cũng biết nhiều lắm, không giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó nó mà quý vị được những đức hướng dẫn là biết phong phú lắm. Nó rồi đưa qua bên kia rồi. Ngủ qua ổng điện qua. Ông hiền lắm, tâm á. Điện qua ông hỏi có mua đồ cho nó bận không? Ông hiền thì ghê, trời là trời. Nói thì mẹ nó đồ của nó đâu, nó đồ đờ của nó. Nói thôi ông dẫn nó ra ngoài kia mua hai bộ đồ nít cho nó bận đi. Ông hiền quá. Nên nó kệ tội nghiệp. Nó nhiều thể loại trong cái cuộc đời này, không phải đơn giản đâu quý vị. Nhận đức để ý những cái thời khóa tu trong chùa mình bây giờ áp dụng khắp nơi nơi. Thêm nữa là chùa mình đặt tượng Phật xuyên suốt để tặng cho quý Phật tử. Nên đề xướng cái việc gia đình có thờ Phật Bồ Tát và có thờ khóa tu tại gia. Đây là cái việc lợi ích lớn vô cùng. Nếu như nhà nhà mà đều có thờ Phật Bồ Tát, có thờ khóa tu. Bây giờ mọi người chúng ta suy nghĩ nè. Mình đi đến chùa mình lễ Phật, hay ngày rằm 14 mình đến mình lễ Phật. Nếu như nhà của mình có thờ Phật Bồ Tát thì 14, 15 có khi mình bận quá mình không đi đến chùa được. Vì mình lễ Phật ở nhà mình thì cũng như ở chùa thôi. Không, việc này rất ít người nói tới quý vị à. Rất ít người nói tới luôn. Nhưng mà những đức thấy cái thời cuộc bây giờ con người chúng ta bận quá. Bận quá bận rồi. Thì có những người mà có được những phương tiện gì thì quá hay. Tại nhà mình giống như có ngôi chùa nhỏ. Nhà nào cũng có ngôi chùa nhỏ trong nhà. Mấy vị thấy mình về chùa cái mình phải hiền đúng không quý vị? Cái người hung dữ cỡ nào về chùa cũng hiền bớt một chút. Chứ không lẽ về chùa dữ. Cái người này hung bạo ngang ngược cỡ nào thì ngang Phật cũng cúi đầu một chút. Gặp Phật cũng né một chút. Thấy không? Cả quý vị coi loài ác quỷ dữ dằn nhất mà nhìn thấy Phật Bồ Tát là hiền, né bớt đi, thấy không? Thì cái đức của Phật lớn cỡ nào chưa? Quá lớn luôn. Nên người mà có đức, quỷ thần người ta cũng nể sợ. Vậy thì Phật Bồ Tát là đức lớn nhất. Nhớ, Phật Bồ Tát là đức lớn nhất. Mà mình thỉnh Phật Bồ Tát ở trong chùa đem về thờ. Có người hỏi, vậy thì con cần phải khai quang điểm nhãn gì không? Không cần. Phật linh là 100% mà. Nhưng mà quan trọng là chúng ta nhìn Phật để linh thức mình sáng. Hiểu chưa? Phật thì là trí tuệ rồi, mình mới thiếu trí tuệ nè. Mình đi khai quang điểm nhãn cho mình không chịu khai, mà khai cho Phật Bồ Tát làm gì? Mình phải nhớ là mình mới là người tối dạ nè. Mình mới sân si nè. Mình bị nghiệp chướng ngăn cái tâm giải thoát của mình lại. Mình không chịu khai mình Phật Bồ Tát là bậc đại giác ngộ, mình đi khai Phật Bồ Tát làm gì? Nhìn Phật Bồ Tát để mà khai quang điểm nhãn cho mình thì là đúng. Đúng không?
Nên trong gia đình thờ Phật Bồ Tát là để khai quang điểm nhãn cho mình. Mỗi ngày nhìn Phật Bồ Tát để hồi quang phản chiếu, để xem lại cái tâm con người mình, cái hành động của mình, cái nhân cách của mình, sống làm sao cho nó coi được lại, là nhờ Phật Bồ Tát. Nên trong gia đình thờ Phật Bồ Tát, việc này đặc biệt lắm. Những đức rất là đề xướng việc này. Nên quý vị coi nhiều năm mà những đức làm tượng Phật suốt luôn. Lúc ngày xưa những đức còn ở trên Đà Lạt, những đức đã có cái nghĩ. Lúc đó những đức đã có cái suy nghĩ rằng ao ước gì sau này mình có thể hướng dẫn Phật tử. Trong gia đình phải thờ Phật Bồ Tát, phải có thờ khóa tu, đây mới là pháp thịnh. Còn nếu như chỉ có đi đến chùa mà tu mà về nhà không tu, nếu như một ngày nào chùa có vấn đề hoặc là ông thầy có vấn đề, vậy Phật tử nương vào ai? Phật tử phải nương vào pháp của Phật. Đúng không? Mỗi người mình đều phải nương vào pháp của Phật. Khi nương vào giáo pháp của Phật thì không có ai phá được mình. Nếu mình nương vào con người, lỡ con người nó sai, nó dẫn mình đi tầm bậy thì sao? Nên chúng ta nương vào cái giáo pháp của Phật thì đó là ngọn đèn trí tuệ. Rồi mình tự soi sáng để mà soi đường cho mình đi. Là nhờ mình nghe pháp, mình tu, mình đã hiểu được Phật pháp, hiểu được nguyên lý vô thường. Mình hiểu được cuộc đời này không ai tồn tại. Nên mình tu tịnh độ, mình niệm Phật. Cái cầu của mình là cầu cái gì? Cầu sanh cực lạc. Mục tiêu của niệm Phật của mình là cầu sanh cực lạc. Mỗi gia đình mình đều có ngôi Tam Bảo. Gia đình mình ông bà cha mẹ yếu, đưa ông bà cha mẹ mình trước ngôi Tam Bảo để hộ niệm. Vì coi mỗi gia đình mình như vậy thì mỗi gia đình là một ngôi chùa nhỏ. Chùa ở thế gian này nhiều như vậy, nếu như mỗi gia đình mà có ngôi chùa nhỏ thì thế gian này đa phần là toàn là pháp của Phật nằm mỗi nhà luôn. Vì phải thịnh không? Ngày xưa những đứa còn là cư sĩ, những đứa có cái nghĩ này. Tại vì tôi thấy rất nhiều Phật tử về chùa, nhưng mà hỏi họ thì về chùa không có tu. Nhưng sau này những đức hướng dẫn quý vị là rất nhiều vị về nhà tu. Vì những đức nghĩ ra rằng ở nhà vì khó tu, nếu như quý vị tự niệm Phật, tự mà quỳ lên rồi niệm Phật rồi dẫn chúng, một mình niệm một mình lễ khó lắm, rất là khó. Nên những đức mới nghĩ ra cái việc thu âm cái phương pháp lễ Phật chuẩn luôn. Mà cái phương pháp lễ Phật này là Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị đó. Tại vì ngày xưa nhà đức thu âm không có biết. Nhưng mà sao mà nhà đức niệm 45 phút mà tự nhiên nghĩ thành hình ra cái điệu lễ Phật 4 chữ đó. Rồi sau này nhà đức tu, nhà đức mới thấy ra là 45 phút sao nó vừa với mình quá, ngộ ghê. Rồi từ đó về sau nhà đức mới niệm Phật thu âm là nó không có được 45 phút mà chỉ lễ Phật có 10 phút à, rồi mới kéo dài ra thành 45 phút. Rồi niệm địa chung có 1 câu 2 câu à, kéo dài ra thành 20 phút. Chỉ có đúng cái điệu lễ Phật 4 chữ đó là những đức lễ từ đầu tới cuối 45 phút. Nên quý vị nghe cái điệu mà lễ Phật 4 chữ nó du dương nhất, thấy không? Rất là du dương luôn. Nó, mình tu nó cảm động thì sao? Nên cái âm điệu đó là âm điệu để mãi mãi vì sao? Với cái điệu Nam Mô Di Đà Phật cũng vậy luôn, nhớ nha. Nên quý vị nên thỉnh tượng Phật. Ở trong gia đình có ngôi Tam Bảo, đời mình tới đời con cháu mình, con cháu mình nhìn mình thấy ông bà cha mẹ biết tu, mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, đời của ông bà cha mẹ sống vui quá, sống tốt quá. Từ nơi đó mà con cháu mình nhìn và học theo. Giống như câu chuyện mà
Đại sư Liên Trì ngày kể đó không? Đi đến nhà mà gặp bà lão, bà niệm Phật. Đại sư Liên Trì hỏi vì sao bà mỗi ngày niệm Phật chứ vậy? Bà nói hồi xưa không có niệm, nhưng ông nhà niệm phiên bà không nghe. Nhưng sau này ông nhà ông đi tự tại quá, khi ông mắc ông đi chào mọi người xong ông về ông tắm rửa sạch sẽ, ông ngồi niệm Phật ông đi. Từ đó về sau bà mới tin niệm Phật lợi ích lớn, nên bà quyết tâm niệm Phật. Thấy không? Nên mình ông bà cha mẹ mình tu làm sao mình an lạc, mình vui, mình tốt là con cháu học theo. Nó nhớ tới ông bà cha mẹ ngày xưa niệm Phật lễ Phật nó làm theo. Mình nên làm điều này đi quý vị, gia đình nên có ngôi tam bảo đi. Vì biết rằng những đức đặt tượng Phật rẻ nhất một bộ tượng cũng 1 triệu. À, một bộ tam thánh là bây giờ 1 triệu bạc. Còn vì đặt ở ngoài mấy phòng phát hành là mắc hơn nhiều. Nghe không? Rồi động viên quý vị, rồi chỉ dạy, rồi khuyên quý vị thờ, rồi phương pháp tu, giảng pháp cho bị nghe luôn. Hơi ship rồi còn gì. Nghe không? Phải ship không? Đó. Bây giờ á, nhiều người ta nghĩ bây giờ Phật tử ở nhà có bàn thờ tu hết rồi, ai đến chùa? Quý vị đừng có nghĩ như vậy. Vì nghĩ như vậy thì cái tâm mình nó nhỏ lắm, không có lớn đâu. Người ta ở nhà có thờ Phật Bồ Tát, người ta tu được ở nhà. Giống như ở nhà là Phật Bồ Tát con. Hiểu không? Trong chùa là Phật Bồ Tát cha, ông nội. Hiểu chưa? Từ con người ta nhớ ông cha, ông nội. Hiểu không? Quý vị để tạo nền cho người ta nhỏ đi, để người ta nhớ đến cha, ông nội. Hiểu không? Chứ mình đừng có tâm hẹp hòi, nghĩ rằng bây giờ chỉ người ta vậy, người ta nghĩ đến chùa làm sao? Mình chỉ nghĩ cá nhân mình. Mình nghĩ người ta không đến chùa rồi ai cúng với mình sống? Tầm bậy ghê. Mình tạo điều kiện cho Phật tử người ta tu, mình chỉ người ta tu đi. Người ta tu được rồi người ta sẽ nhớ ơn mình. Đúng không? Bây giờ thí dụ như ai đã từng chỉ như đức tu đi, trong thâm tâm những đức sẽ nhớ ơn người đó cả đời. Người đó mà có cái nạn tai kiếp nạn gì, những đức không bao giờ từ nan cái chuyện giúp người đó, chắc chắn luôn. Trong thâm tâm mình nghĩ vậy thôi, không bao giờ mình quên ơn bội nghĩa đâu. Mình đã là người niệm Phật cầu sanh cực lạc sao quên ơn bội nghĩa? Nhưng mà người ta bình yên mình động đậy làm gì? Người ta được rồi mình đi chen vô giúp thêm chi? Ta còn hơn mình đó mà. Hiểu không? Nên từ nơi đó trong thâm tâm mình luôn luôn biết ơn cái người chỉ dạy mình tu. Vậy thì quý vị chỉ dạy người ta an lạc, người ta không có bỏ quý vị đâu. Quý vị vừa nói quý vị làm cái gì cái là người ta hỗ trợ liền. Tại vì sao? Vì nhờ cái ơn mình giúp người ta, chỉ người ta, mà người ta được an lạc, người ta được vui. Bây giờ đặt mình vào người đi, mình đang buồn khổ mà ai chỉ dạy mình an vui, có cái tâm cảm ơn cỡ nào chưa? Mình lại người ta luôn, nếu đừng nói chuyện giỡn. Nên á, mình là người tu á, cái tâm mình mở rộng ra lớn đi, phước báo nó mới lớn. Đừng có nghĩ cục bộ quá. Mình nghĩ cục bộ quá cuộc đời mình không có phát triển đạo pháp đâu. Nên những đức nghĩ cái này là từ khi những đức còn cư sĩ đó đã nghĩ rồi đó. Cái chuyện mà chỉ Phật tử ở nhà tu tại gia. Tại vì sao? Vì thấy cái xã hội này càng ngày nó càng bận biểu, con người ta càng ngày không có thời gian. Nên những đức mới giảng pháp nửa tiếng đi, vì thấy chưa? Có khi bây giờ còn 25 phút, 20 phút. Vì thấy không? Tại vì ta nhìn được cái căn tính con người bây giờ. Nghe nhiều quên mất tiêu. Mà nếu mà ở xa đi về đây á, tốn tiền xăng dầu quá trời. Mà về đây nghe có 20 phút thì không đủ trả tiền xăng dầu.
nên giảng 1 tiếng rưỡi để quý vị bỏ ra nửa tiếng xăng dầu còn 1 tiếng lờ. Hiểu không? Còn ở nhà thì người ta ban bố cho nửa tiếng thôi, tại đâu có tốn xăng dầu đâu nhiều. Có tình có lý đúng không? Đó, nên phải có người nghĩ cho mình vậy đó. Phải mình ngồi chỗ, mình ở đây, người ta bận bịu gian nan kiếm cuộc sống để chi cho mình cuộc sống. Thì giờ mình ngồi đây mình phải tính làm sao để cho người ta cái niềm bình yên, niềm vui đó trả lại cho người ta. Không, trong thâm tâm những đức là thật lòng đó quý vị. Những đức tính từng chút để cho quý vị được nhờ luôn á. Quý vị biết một ngày những đức giảng bao nhiêu bài pháp chưa? Như hôm qua những đức giảng 5 bài pháp. Những đức chỉ cần nghĩ ra cái điều gì thôi là những đức sẽ giảng liền, không có để quên. Như hôm qua những đức mấy chú bấm coi có cái viện dưỡng lão, mà quý vị biết nuôi người già nên cũng thông cảm cho người ta, vì kiếm cái nhân lực nuôi người già khó lắm. Cả thuê tiền, kiếm tiền mà mình bỏ ra mình thuê người ta làm cũng khó kiếm cái người nuôi người già lắm quý vị. Nên viện dưỡng lão đó người ta xây cho nó tiện, cái giường nằm, ngủ, ăn, đi tại chỗ luôn. Và để cái tô lên ngay cái labo. Thì trên mạng xã hội người ta đang giống như nhìn thấy cũng tội nghiệp. Như Đức vừa coi công đoạn đó thì Như Đức chia sẻ về nuôi dưỡng lão đúng nghĩa, lợi ích cả thân tâm. Có một bài giảng, vì mình đây mình nuôi nhiều người già, phát triển được cái mặt tâm linh nên người già chùa mình lanh lẹ khỏe. Quý vị tìm mọi cách quý vị nuôi cho vật chất đầy đủ chưa chắc đâu. Quý vị hãy đặt bản thân mình sẽ biết, có những gia đình quý vị không có nghèo, vì kinh tế cuộc sống không có thiếu, nhưng vì sao bị dân khổ? Về cái mặt tâm linh của nội tâm quý vị không thông. Con người đã buồn rồi thì ăn không ngon, ngủ không yên. Mà ăn không ngon, ngủ không yên vậy sao vui? Cơ thể chúng ta là nhờ thức ăn, mà ăn không ngon, ngủ không yên vậy thì không có sự tiêu thụ, làm sao mà cơ thể được tốt, sao vui? Mà không vui thì khổ, mà đem đồ ăn ngon lại ăn cũng không ngon, vậy thì vật chất có nhiều mà buồn cũng bằng không. Nên Phật pháp á dạy con người ta là thông cái tâm. Khi thông cái tâm rồi quý vị nuôi người ta rất là tốt. Quý vị coi nhiều bà già trong chùa mình kìa, cái vật chất đâu phải là cao cấp gì đâu, ăn chay mà. Vì sao các cụ già mình lanh lẹ, nhạy bén? Quý vị so sánh với nhiều viện dưỡng lão mấy cái cụ mình coi làm sao. Chứ đặc biệt á là ở trong chùa các cụ phải cạo đầu. Công nhận mình nghĩ cái này hay thế ghê. Những đức nhìn nhiều bà già ngoài đời á, nhìn tóc có bùm xùm thấy ghê quá. Cái bệnh của bà là bệnh cái đầu á, cái đầu chôm bơm như thằng bòm. Nhìn cái đầu chôm bơm à. Mình còn trẻ, mình còn biết chải tóc đồ này kia gọn ghẻ, còn già rồi tóc tai bùm xùm, nhìn mệt mỏi ghê luôn á. Nên những đức nói rằng tuổi già viện dưỡng lão nên cắt tóc kiểu con trai, không cạo đầu nhưng cắt tóc kiểu con trai. Nhìn các cụ sẽ trẻ chung lại. Con người mình đó quý vị, khi nhìn mình thoáng là mình sẽ mát, khi nhìn mình bù xù thì tự nhiên nhìn mình mệt. Nhớ. Nên người mà ung thư á, đừng có nên ăn kiêng. Ăn kiêng nó làm cho mình sẽ ốm đi. Mà khi ốm đi thì tâm trạng mình sẽ buồn 100% luôn. Khi bị ốm thì sẽ xấu, ốm đi sẽ xấu.
Khi ốm thì nó lòi xương ra. Nhưng Đức hỏi bị xương và thịt cái nào đẹp? Thịt đẹp hơn xương. Một ngôi nhà mà trụ sắt không thì không thể nào đẹp. Phải có ốp tường vô, sơn phết lên thì nó mới đẹp. Thì con người mà ốm nhơm như một bộ xương thì không thể nào hấp dẫn được. Phải có đầy đủ thịt thà thì mới được. Nghe không? Nên khi mình bệnh đau, mình ăn dai được rồi, đừng có ăn kiêng. Mình ăn kiêng sẽ làm cho mình ốm đi. Mà ốm đi thì tâm trạng mình sẽ bị nặng nề. Mà tâm trạng nặng nề thì không có cách gì trị bệnh được hết. Con người trị bệnh đặc biệt nhất là tâm trạng phải vui. Bệnh gì nhưng tâm trạng phải vui. Hiểu chưa? Mà tâm trạng vui là ngay chỗ nuôi được cái tâm giải thoát. Khi nuôi được cái tâm giải thoát thì dù bệnh đau gì mình cũng hiểu được vô thường. Thì con người mình vẫn sống bình thản. Mà bình thản nó quá giải nghiệp. Mà quá giải nghiệp thỏa mãn còn thì hết bình. À, hay ghê không? Đó. Nên Nhật Đức rất là chú trọng cái chuyện người trong chùa mình ăn ngon ngủ yên. Nhật Đức rất chú trọng.